đó. Ừ. Mà chị kể cho Tâm Đức nghe thì Tâm Đức nói là là một là 6 tháng, hai là 12 tháng nó sẽ lặp lại. Yeah. Giống như là 6 tháng là nó nằm cuối tháng 10, 12 tháng là nằm cuối tháng 4 rồi qua tháng 5 năm sau đó. Ừ, chị với Tâm chị Tâm Đức tính toán nó hay mà em không có gành vô đó, bởi vì em muốn cần mấy chị nói cho chuyện cho bà con ta nghe thôi, tại nguy Thôi hiểm mà. chị không có nói đâu, chị hay kể Tâm Đức. Chị nói gì nè, cái bữa trước, cái bữa cách đây khoảng cũng hơi lâu, khoảng chừng 10, 15 ngày có, 15 ngày, nó cũng tháng 7 đó. Chị nằm mơ chị mới thấy gì nè, sao mà đi 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 làm mà sao tự nhiên cái bà khách hàng bà đói quá đi. Cái chị nói mà bà lỡ nhà chị mới nói thôi để em nấu cơm chị ăn, để thôi chị xỉu à. Là chị lấy túm gạo ra là bị mọt ăn hết trơn luôn. Đóng cục cục cái tàu túm thứ hai cũng bị mọt ăn đóng cục cục. Mà túm thứ ba đó mới nấu được một chén. Cái bên tai chị nè, thôi đừng có nấu nữa, đi bệnh viện đi. Vậy đó, kêu đi bệnh viện nuôi người ta bệnh á. Lúc đó ba chị bệnh, chị sợ quá trời sợ, chị nguyện, trời ơi, cúng nguyện 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 của quyền, nguyện đức thầy, nguyện tùm lum hết trơn á. Cúng nguyện về ba chị khỏe rồi. Mà lúc đó là chị về chị thăm rồi đó nghe, là chị lên là ba ông khỏe, ông xuất viện rồi đó. Nhưng mà là vẫn thấy vậy chị mới sợ bị lợi nữa đi đó. Rồi cái xong cái bữa 23 tháng 7 vừa rồi, 23 24 tháng 7 vừa rồi, chị nằm mơ chị thấy mẹ đó kêu chị đi phát gạo đi. Mà chị giật mình thức dậy chị còn nói gì nè, mẹ 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 kêu con đi phát gạo mà trong người con không có tiền lấy gì con phát mẹ. Mà chị thấy chị ôm ba túm gạo đó nghe, nhưng mà Tâm Đức nói là có chừng đói 3 tháng đó. Yeah. Mà Tâm Đức cũng, miễn chị thấy cái gì trước mà Tâm Đức thấy lại sau. Bữa là chị thấy trước cái vụ mà Tâm Đức nói là cái ghe gạo mà bị lật đó, lên trên mạng nói là Tâm Đức nói là chở một ghe gạo mà bị lật ướt hết đó Tâm Đức Yeah. á. Kể cho Quốc Đạo nghe đó, là chị đã thấy trước Tâm Đức, là chị thấy là cái vụ gạo bị mọt không đó. Thì chị kể cho bà sư cô nghe, bà sư cô có nói giờ mơ mốt là chết đói nè, mơ mốt mà gạo không có mà ăn nè, thấy mọt là không có, mình không còn ăn được nữa. Mà mình đâu có biết cái vụ thiên tai gì đâu, mình đâu có biết mấy cái vụ đó. Chứ mình cũng nghĩ là cũng hồi nào giờ Việt Nam mình, nói chung Việt Nam mình cũng có cũng cũng có bão, nhưng mà năm nào miền Trung nó cũng bão, mình đâu có nghĩ mà cái bão dữ dằn vậy đâu. 20 tỉnh thành đó, 20 tỉnh đó. Dạ Nãy ghê mới hồi nãy mới coi mà cái ông là chia tiền ra chẳng hạn, như người ta ủng hộ rồi chỗ này bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ đó, 20 quận huyện gì đó, 20 quận cái gì á, dạ 20 tỉnh, 20 tỉnh thành. 20 tỉnh thành ở ngoài ngoại á, chỗ nào mà thiệt hại nhiều là 30 tỷ một quận. Là nãy chị coi tin tức đó, chị mới coi nè, chị đưa lên là có giống như mấy ông, có cái ông gì ta, ông gì đang, ông chính chính gì đó, ông đang lên đó, là ông là công báo là có hình ổng đó. Coi mấy cái đó nó mới thiệt đó. Rồi chị thấy là cái vụ gạo nữa nè, mẹ kêu đi phát gạo, nghĩa là nhiều khi mẹ kêu mình đi mua gạo mà mình không có đi mua đó, tại chị cũng không có mua gạo trong nhà, ít lắm. Giống như muôn lần 10 kg, 10 kg vậy mà Tâm Đức nói là mẹ kêu Tâm Đức đi mua gạo, mà mẹ không phải mua gạo, Tâm Đức mua gạo Tâm Đức phát cho người ta. Mà Tâm Đức để nhà là ba bao, mà mỗi một bao là 25 kg, thì mẹ cho Tâm Đức thấy là con dự trữ ba bao đó là đủ rồi, là mẹ cho Tâm Đức hay như vậy đó. Tâm Đức đang đi về lễ Phật thầy với đi về núi gì á. Dạ Tâm Đức có nói với em không? dạ không chưa nói. Đi về núi. Nói chung hai chị em cũng có bữa lợi lợi chỗ mà nhất chỉ điểm á, chỗ Phật đường á. Chị tính không có đi, chị nói
mình giống như mình tu thì mình chỉ biết Phật thì mình nãy thôi, mình không có đi tùm lum hết trơn á, cái tự nhiên vô nằm lướt lướt sao mà tự nhiên cái bắt cái quyển bốn của thầy tự nhiên nổi lên, chứ chị tính là chị không có đi. Chị nói thôi mình đi, mình giống như mình tu bên Phật rồi mình nguyện bên đức thầy, bài cúng đức thầy đó, rồi thành ra mình không có giống như mình cũng đọc kinh Quan Âm, giống như cứu khổ cứu nạn đọc kinh Quan Âm vậy đó, chị có kinh vậy đó, thì chị tính là chị không có đi. Cái tự nhiên nằm lướt cái thấy gì khai ngọn đuốc từ bi chí thiện gì đó, tìm con lành dắt đến Phật đường, cái mình nói ủa sao kỳ vậy ta, mà cái Phật đường nó là cái gì như thế nào ta, giống như trong lòng mình cũng hỏi á biết không. Rồi xong cái chị cũng không có biết đường đi, cái chị mới nói thôi để chị kêu xe gáp đi, cái ông xã chị nói thôi để ông chở cho. Trời đất ơi, chị nói chắc cũng tới rồi đó. Ông chở ra ngoài ông đợi, mà vô trong Phật đường thì có thờ là Phật Di Lặc á, chị có thờ Phật Di Lặc với ông Tế Công, mà chị nghe ông Tế Công là chị mê ơi, tại vì có lần chị nằm mơ chị thấy ông Tế Công, có lần chị mơ á, chị mơ là năm đó năm 2022 hay 21 gì đó, 22 thì phải, 21 22 vậy, chị mơ mà ổng đưa chị cái 21, chị mơ là ổng đưa cho chị một cái túi mà em biết á, đóng niêm la phong rồi, giống như cái bông hướng dương á, niêm hai cái màu á đó, ổng mới nói với chị một câu nè, ổng nói là ổng giữ cái túi này lâu lắm rồi, giống như cái quan ly, giống nói cái quan ly này lâu lắm rồi không có người để giữ, thành ra ông đợi chị để chị giữ, mà đưa chị không có dám giữ, chị nói trong đó toàn là giông không hà, chị không dám giữ, thì lúc đó là dịch bệnh đó mà mình không có biết, chị không có dám giữ, chị nói thôi thôi con không có giữ đâu. Mà ổng đi lạ lắm nghe, mà ổng mặc nguyên cái áo màu vàng chứ không phải là rách rưới đâu nghe, cái tướng ổng là y chang như mình coi trong phim, có cái phim Tế Công hồi đó chị coi hồi năm nào lâu lắm rồi, là lúc mới mới coi phim Tế Công đó, là ông đi nguy trang vậy đó, mà cái quạt thì cũng như vậy đó, nhưng mà cái áo nguyên một cái áo màu vàng đẹp khủng khiếp luôn, áo màu vàng là cũng cũng giống như mấy ông trụ trì chùa á biết không, chứ không phải là máu màu vàng bình thường đâu. Thì nghe chị nói là cho thời Tế Công nó tự nhiên nôn nôn đi, mà đi vô trỏng thì cũng hay, mình đi về cũng hay, giống như đạo mình vẫn giữ bình thường, giống như người ta cho mình cái cũng có khai ngọn đuốc, giống nghe 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 quát quát tạo, có đốt ngọn đuốc nghe, có đốt ngọn đuốc sau Đức Phật Di Lặc á, sau Đức Phật Di Lặc á, rồi cho mình cái khẩu lệnh của Đức Phật Di Lặc, mình niệm ngài á, là có ngọn đuốc đưa về cái trán của mình, rồi có cái khẩu lệnh, mỗi người có cái khẩu lệnh với lão mẫu với Tế Công thôi, có ba vị thôi, bàn thờ đơn giản lắm, không có cái gì chân, nhưng mà nhìn 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 oai nghiêm lắm nghe, bước vô là mình nhìn là mình thấy oai nghiêm lắm. Vậy giờ thấy sợ qua đi mua gạo đi nghe Quốc Đạo, Dạ, em đang mua. em mua gạo em làm sao đó, tại vì chị thấy là mẹ kêu là cho đi phát gạo, đi phát gạo có nghĩa là kêu đi mua gạo đó, mà chị thấy chị ôm ba bao gạo nghe, mẹ nói vậy chị mới ôm ba bao gạo, giống như mẹ đưa gạo cho chị đi phát gạo á, mẹ kêu chị đi phát gạo chị mới ôm ba bao gạo, mà chị giật mình thức dậy chị còn nói với mẹ nhìn nè mẹ mẹ tự nhiên con không có tiền, mẹ kêu con đi phát gạo thôi, mẹ cho tiền con đi phát gạo chứ giờ tiền đâu đi phát gạo, trời ơi thành phố này bây giờ làm không, hồi đó chị còn dư chị còn có tiền chị đi từ thiện ngăn bắt đạo, bây giờ không có luôn đó, em biết bây giờ giống như mình làm á, không giống như đó chị nói đơn giản cậu đi, mình làm hồi đó là 20 triệu đi, bây giờ mình làm còn 10 triệu vậy đó, mà bây giờ cái đồng tiền 10 triệu của mình á, mình ra mình mua đồ không thấy cái gì hết trơn, mình chi trả mình không thấy cái gì hết trơn, mà giống như em cầm 1 triệu em ra em mua đồ đi, em mới quay quay lại không thấy mua đủ cái gì hết trơn, mà nó hết 1 triệu rồi đó, hồi đó mà chị còn hồi đó là chị còn hay đi phát gạo, chị hay đi vô trẻ em mồ côi lắm, giống như một năm là tháng 7 là chị phát gạo, chị có tiền nhiều chị phát 60 phần, không có chị phát 30 phần, chị phát 5 ký gạo rồi mì gói rồi nước tương,
rồi đường chị chở đi, chị biết chị đi làm vậy là chị biết cái người nào mà nghèo á, giống như người ta bán hàng mấy bà già bán vé số ngồi tại chỗ đi không nổi đó, là chị chở lại tới đó chị cho người ta. Còn ở xóm chẳng hạn như ở xóm mình, trước nhất là ở xóm là chẳng hạn như có 10 cái hộ nghèo đi, là chị cho người 10 cái hộ nghèo đó, ta chị kêu lại lấy, còn 20% đó là chị chở nó cho mấy cái người bán vé số, rồi mấy cái người mà bán rau củ, mấy bà già ngồi bán rau củ ngoài đường á, bán cái đất gì nè chị chở đi cho, chứ chị không có kêu lại nhà cho. Mà mấy năm nay là không làm, từ hôm dịch tới giờ là không làm luôn đó bác Tạo. Có lâu lâu là gửi tiền, giống như có tiền dư thì mình gửi thôi, chứ còn không có làm giống nhiều đó nữa. Mà bây giờ chị mới vừa coi cái clip ở trên Đồng Nai, quả đen bay quá trời, mới coi clip đó Dạ mới thấy thì em, chị cũng mới thấy nên chị sợ đó, có quả đen là có vấn đề đó nghe. quả là tai Đồng nạn Nai là, mà. mà Đồng Nai là ảnh hưởng tới thành phố đó, gần đó, gần luôn đó Quốc Đạo. Mà nghe em hay đọc cái câu gì mà gì Bến Thạnh gì đó Quốc Đạo, Sài Gòn Gia Định ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây. ừ mà chị cũng ở gần gần đó đó, nhưng mà cái đó là quận nhất, thì cũng 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 có một cái cô đó cô nói là ảnh hưởng là quận nhất nè, quận 3 nè, rồi ở đâu nữa ta, Cần Giờ, thành phố mình nó ngang là vô trong Sài Gòn á, chứ ta không có nói ở đâu, quận quận nhất quận 3 hả, nghe vậy cũng thấy sợ sợ. Tính bà đi về quê, mà bà về quê con thì học hành trên đây, công việc làm ăn, giờ chị nói với em không tu em đi đâu em cũng chết hết á. Dạ đúng rồi, mà ở trong sách để là Sài Gòn đại nạn đầu tiên đó chị ơi. Thì đó, nhưng mà chị cũng cũng giống như bây giờ chị nói em, giống như mà chị nghĩ giống như bản thân chị nè, nếu mà chị tin mẹ tin thầy tổ phải không, có cái gì là thầy tổ mẹ cho chị biết à, những cái chuyện bình thường là chị đã thấy rồi đó, giống cái chuyện gì sắp tới là chị cũng hay thấy em biết không, thì tới lúc đó thì cái gì không phải thì mẹ kêu mình chạy thôi chứ thì sao, chứ giờ em đi đâu, bây giờ công việc làm ăn em ở thành phố đúng không, rồi con cái em học hành ở thành phố, mà bây giờ em về quê em lấy gì em sống nè, rồi chuyện học hành của con nó đang học lớp 12 em bỏ nó đi hả, được không, cũng đâu có được đâu. Chị còn nguyện, mà chị còn nguyện chị kêu bán cái căn nhà, chị nói chị nguyện chị bán căn nhà chị lo cho nó học, chị đi về quê liền luôn đó, mà có được đâu. Chị cũng nguyện đó, mà chị nguyện với cha mẹ đó, mà chị nguyện với mẹ chứ không có xin Phật thầy, không có xin Phật ông Phật ông không có cho đâu. Chị nguyện dẫn người chỉ lối lời chị bán vậy đó, rồi chị cái phần nào chị lo cho nó, còn phần thì chị đi về quê chị ở dưới quê, ở dưới chị cũng có căn nhà dưới á. Dạ được vậy quá yên gì đâu ha. Hả, Được về quê im. đi về quê nó bình yên lắm, chị nói đi về dưới là chị là ước nguyện chị về dưới, mà chị lúc hông mà ta chị nghĩ chắc chị nguyện sao bây giờ chắc mẹ phải cho chị vậy đó, đó chị nguyện á là cho con 52 tuổi là cho con buông bỏ hết chuyện đời, là con bé chị nó học đại học rồi đó phải không, thì con tu hành, mà lúc đó chị cũng không có biết gì đâu, nhưng mà tự nhiên trong tâm mình phát vậy đó, chứ chị cũng không biết gì đó, rồi cái vụ ăn chay cũng vậy nữa, đâu có nghĩ mình ăn chay đâu, đâu có nghĩ mình ăn chay trường đâu em, cái tự nhiên ăn mặn vô là bệnh đó, trước dịch, lúc đó là trước dịch năm 2000 á, năm 2020 á, chứ chị không có biết chị vậy đâu, rồi cái tự nhiên nằm mơ thấy Phật, thấy tùm lum, thấy Phật thầy, thấy thấy toàn là Phật, thấy ông rồng, thấy dữ lắm luôn đó, cái thời điểm đó nó ngang, cái thời điểm mà chị mới ăn chay đó, cũng thử chị lên bờ xuống ruộng đó em, chứ không phải thường đâu nghe, thử trong du di á, thử trong mơ dẫn mình đi lỡ cái quán ăn ở đó đưa mình ăn thịt của mình có ăn hay không đó, mà chị không có ăn, chị lắc đầu chị nói con ăn chay con không có ăn, chứ không phải bình thường đâu đó, mà bữa hổm chị bệnh một trận bệnh em thấy dữ dằn luôn đó,
mà chị không ăn chay là không luôn, cái huyết cầu chị nó tuột xuống á, mà chị nói chị không ăn mặn là không ăn, chị nói chị chết chị uống ăn, bởi vì chị ông đó cho chị ngửi mùi thơm mà chị hết bệnh luôn đó. Qua ngày mơ giống như tối đêm đó nằm mơ thấy ông râu dài ông cho ngửi cái mùi thơm, ngửi cái mùi thơm ổng một cái rồi là em biết không, qua ngày mơ là không uống thuốc luôn, là bác sĩ lại lấy máu thử là chị không còn gì nữa chứ, không có sốt không có gì, là không uống thuốc không gì nữa luôn đó. Rồi đầu là qua sáng ngày mơ sáng bữa sau xuất viện đó là máu huyết cầu chị tự nó lên, lại chị uống toàn là nước dừa không luôn đó. Mà bữa hổm mà mẹ mắc là bập, mẹ bệnh lâu hả Quốc Tạo? Dạ, bệnh 4 năm. 4 năm. Mà mẹ lớn tuổi chưa? Dạ, 63. 63 hả? Mẹ cũng còn trẻ chứ. Bệnh tiểu đường nó biến chứng lắm đó em, phải kỹ đó nghe. Tại vì mẹ mình bệnh tiểu đường là mình có cái gen em biết không? Dạ. Cái tiểu đường á nó rất là nó có cái người mà không có cái gen á thì nó chỉ nhiễm chẳng hạn như chị nói với em là khoảng chừng 20-30% thôi, còn cái người có gen là phải nhiễm là phải là nói chung là 70-80% đó, là cái triệu chứng đó là có đó cái gen á. Bây giờ tốt nhất là em uống lá ổi nhiều vô, lá ổi dưới quê mình lá ổi quá trời. Giống như Nam á, ngày em bứt 5-7 lá ổi. Em rửa sạch em đổ chừng lít nước vô cái em nấu cho nó sôi cái em để em uống từ 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 hàng ngày vậy đó, dễ uống lắm. Lá ổi là nó trị tiểu đường đó, mình không có tiểu đường mình uống ngừa chứ để nguy hiểm lắm á. Tiểu đường bà chị bà chị dâu chị bà mới có 49 tuổi bị tiểu đường mới chết queo á. Mà cái tiểu đường này không có trị được nghe, nó nói cái tiểu đường gì đó, cái tiểu đường tiếp 3 gì đó mà bà mới phát hiện thôi, mà không biết bà bệnh hồi nào cái đó mình không biết, nhưng mà mới phát hiện thôi là phát hiện trong vòng giống như là Tết là bà làm ầm ầm đùng đùng vậy đó, rồi bà chết hôm tháng 4 Gì hả? Tết là Tết là phát hiện cái là giống như phát hiện cũng cũng lâu, bà cũng uống thuốc tiểu đường rồi cái tới tháng cái Tết vô ăn Tết xong cái bà lên đây bà khám bệnh cái nằm nhà thương Nguyễn Trãi đâu cái về quê có 2 tháng mà chết đó. Bà mà chết mà chị cảm nhận được nha, chị nói với con gái bà đó, chị nói là mày đưa cái điện thoại vô cái tay của mẹ đi, mà bà không có nói chuyện, bà không có chớp mắt giống như bà nằm đơ vậy đó, đút ống thở vô đó biết không. Cái chị mới nói chuyện với chị nói nè bây giờ em nói chị nghe nè, chị không có nghĩ gì tới 2 đứa nhỏ hết, nó lớn rồi chị cứ để đây có gì em lo chị, bây giờ chị nghĩ tới ông Phật đi, chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, chị xin theo Phật đi, chị xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chị niệm Phật đi, chị xin theo ông Phật đi. Cái nó nếu mà chị nghe em nói chị chớp mắt đi là bà chớp mắt, bà chớp mắt luôn á. Bà chớp mắt mà con nhỏ con gái bả nói trời cô Tư nói chuyện có mình lên cô Tư nói chuyện mà mẹ đảo mắt vậy thôi, cái bà đảo qua bảo lợi cái chị mới nói là chị niệm theo em nha, chị nghe thì chị chớp mắt nữa đi, cái bà chớp mắt luôn, cái chị mới niệm, chị niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, chị niệm từ từ cho cái người bệnh nghe mà vậy đó, chị niệm cho 3 lần như vậy đó, rồi chị kêu con gái bà niệm cái xong chị kêu thôi mày đi ra với cô Tư đi, bữa nay là ngày 29 phải không, tao nghi chắc ngày mơ mùng 1 bữa đó hình như là 29 mùng 1 cái gì đó tháng đó đó, tao nói chắc ngày mùng 1 mẹ mày đi quá Yến Nhi ơi, là cô Tư nói vậy đó nghe, mình giống như mình có cái linh cảm em biết không, chiều mùng 1 là bà đi đó, là người ta về thăm bà hết, giống như là bữa 29 chở bà về đi phải không, là em út bà về thăm hết trơn luôn, là em út bà sửa soạn đi về chở là khoảng 4 giờ đó, là ở đây bà tắt thở bà đi đó, là ngay ngày mùng 1 ngay ngày chị nói luôn, giống như chị nhìn bà mà chị nói với nhỏ co cha con bả là cháu chị đó, chị nói là con sửa soạn đi, chắc mẹ con sửa soạn coi mẹ con có dơ dáy gì đó, mẹ con còn tỉnh táo nè, con sửa soạn cho mẹ đi, con lau chùi con thay đồ cho mẹ sạch sẽ đi, tới khi mà mẹ con đi con cố gắng con đừng có khóc, con cố gắng con niệm Phật nghe không, con không có la, khóc là phải khóc nhưng mà mình không có la, nước mắt mình rớt nhưng mình không có la, cố gắng niệm Phật nghe, mà bây giờ con bắt cái máy niệm Phật để ngay mẹ con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải là bắt giảng nữa mà là bắt niệm Phật, rồi con kêu mẹ con là phải niệm theo Phật vậy đó, rồi con nói chuyện với mẹ con kê sát lỗ tai con niệm Phật cho mẹ con nghe, giống như mình đâu có gần gũi mình ở xa mình nói qua cái điện thoại thôi em,
Dạ. Vậy mà vậy là chị cũng nghĩ là nó nói gì tới mà mẹ nó mắc xong nó điện thoại lên nó cho hay, nó chờ sao cô Tư nói gì mà nghe thấy sợ quá vậy cô Tư. Cô Tư nói cái là mẹ con đi thiệt luôn đó. Tôi nói thì mẹ cô Tư thấy vậy đó, mà nó cũng nói luôn tại vì nuôi lâu ngày rồi nó cũng không có đau lòng lắm em biết không. Nuôi lâu ngày hình sắc mà em biết là ba lỡ cái chân luôn, nó ngang lỡ từng mảng từng mảng từng mảng đó, cái người ta nói tiếp đường gì đó chứ không phải tiếp đường bình thường.